Xin chào các bạn, Nga hiện đang bắt đầu xây dựng hệ thống chiến hào ở Kursk, một dấu hiệu cho thấy sự lo ngại này càng lớn của Moscow về cuộc đột kích của Ukraine. Tennisquid, một trang tuyển dụng của Nga, những ngày qua đã đăng ít nhất 30 quảng cáo để tìm công nhân xây dựng hào ở Kursk. Phần lớn các quảng cáo là tuyển dụng công nhân Kharkiv để đào nhiều loại công sự khác nhau, bao gồm chiến hào và công trình chống tăng. Một quảng cáo nêu, đây là công việc 24/24 và địa điểm là xung quanh thành phố Kursk để lập tuyến phòng thủ thứ hai. Theo tình báo phương Tây, Nga đang đẩy mạnh đào hào gần đường cao tốc và đường sắt chính quanh khu vực Kursk để ngăn đà tiến công của lực lượng đột kích Ukraine. Cuối tuần qua, BBC đưa tin, hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang xây dựng các tuyến phòng thủ mới xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm ở rìa thị trấn Kochatov và phía tây thủ phủ khu vực Kursk. Trong khi đó, theo CNN, theo hình ảnh vệ tinh của công ty Mosmos chụp ngày 12 tháng 8, các vị trí phòng thủ mới được xây dựng bao gồm chiến hào và rãnh chống tăng ở tây nam Lagos, vùng Kursk dọc theo đường cao tốc E38 Lagos, Russki, Holakhiv ở phía tây bắc thành phố Suza của Nga. Các ảnh vệ tinh khác chụp ngày 13 tháng 8 cũng hay lộ các công sự gần đường cao tốc 38K024 phía nam Lagos. Lagos cách biên giới Ukraine khoảng 60 km và cách nơi thâm nhập sâu nhất của quân đội Ukraine khoảng 40 km. Nga dường như đang lo ngại về khả năng lực lượng Ukraine nhanh chóng tiến xa hơn về phía Bắc. Việc tập trung hệ thống công sự gần đường cao tốc chính, đường tàu cho thấy Nga đang cố gắng bảo vệ các tuyến liên lạc mặt đất quan trọng, đặc biệt là dọc theo các tuyến đường E38 và 38K để ngăn chặn các hoạt động tiến công của quân đội Ukraine. Cuối tuần trước, Forbes đưa tin, có những dấu hiệu cho thấy Ukraine dường như đang đào chiến hào trong vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát ở vùng Kursk của Nga. Theo các chuyên gia phương Tây, một cuộc chiến tính có thể xảy ra trong thời gian tới, khi ở Kursk, cả Nga và Ukraine đều đào hào. Điều đó cũng có nghĩa là Kiev dường như đang cân nhắc tới việc bảo tồn thành tựu tấn công của họ bằng việc kiểm soát lâu dài một phần của Kursk. Vùng lãnh thổ này có thể sẽ trở thành lá bài đàm phán của Ukraine với Nga trong tương lai. Phóng viên quân sự Nga Alexander Kachanko cảnh báo, một khi Ukraine đào xong phòng tuyến, việc giành lại các khu vực rừng rậm ở Kursk sẽ khó khăn như Avdiivka thuộc miền đông Ukraine, nơi Nga đã mất rất nhiều công sức để giành quyền kiểm soát từ tay Ukraine hồi đầu năm. Truyền thông Ukraine vừa đăng tải hình ảnh được mô tả xe tăng T-90M do chính Moscow sản xuất có thể đang chuẩn bị tấn công vào Nga ở khu vực Kursk. Kyiv Post đưa tin, một xe tăng T-90M do Nga sản xuất được sơn hình tam giác màu trắng được phát hiện ở vùng Sumy của Ukraine, gần biên giới Nga khi cuộc tấn công của Kiev và vùng Kursk đang diễn ra hơn một tuần qua. Bức ảnh do một phóng viên của AFP chụp ngày 14 tháng 8, tam giác màu trắng là dấu hiệu được Ukraine sơn trên các xe tăng và thiết giáp nước này dùng trong vụ đột kích Kursk, dường như để phân biệt vũ khí địch ta. Oryx Technical, một kênh phân tích chiến sự nguồn mở, đã xác định xe tăng này là T-90M của Nga, được đưa vào sử dụng năm 2020 và từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả là xe tăng tốt nhất thế giới. Kiev nhận định Ukraine có thể đang chuẩn bị vùng T-90M để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trước đó, chuyên trang quân sự Oryx dựa vào các hình ảnh trên thực địa nói rằng Nga có thể mất 103 xe tăng Ukraine, trong đó có 5 chiếc bị đối phương tịch thu. Vào tháng 7, Ukraine dường như đã thu được xe tăng T-90M của Nga. Theo báo cáo của nhóm tác chiến và chiến lược Crustecia, khi đó Kiev tuyên bố đưa xe tăng này vào biên chế để tấn công ngược lại Nga. T-90M Ravi là phiên bản cải tiến uy lực của dòng xe tăng T-90 chủ lực của Nga. Nó được trang bị một tháp pháo hoàn toàn mới khác và một động cơ mạnh mẽ hơn. Ravi có hệ thống ngắm mới cho phép sử dụng vũ khí vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Một lợi thế của T-90M là có thể chia sẻ dữ liệu với các phương tiện khác trong thời gian thực. Đây là một trong những vũ khí hiện đại nhất Nga đưa tới chiến trường ở Ukraine, có thể được so sánh với xe tăng phương Tây như M1 Abrams, Challenger 2 hay Leopard 2. T-90M được trang bị hệ thống ShtoraM giúp bảo vệ hiệu quả trước tên lửa chống tăng có dẫn đường của đối thủ. Trong bối cảnh các tên lửa chống tăng của phương Tây đang gây ra không ít thách thức cho thiết giáp Nga trong thời gian qua. T-90M cũng mang hệ thống vũ khí và điều khiển hỏa lực hiệu quả giúp nó có thể bắn xa và chính xác hơn vào mục tiêu. Giá trị của T-90M chưa được công bố chính xác, nhưng một ước tính nói rằng nó rơi vào khoảng 4,5 triệu đô la. Xe tăng này dường như được Nga sản xuất với số lượng không quá lớn và chỉ 5 đến 10 chiếc mỗi tháng. Các phương tiện Ukraine sử dụng để tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ chủ quyền của Nga ở Kursk đều có một điểm chung là chúng có hình tam giác màu trắng trên thân. Sau khi Ukraine mở cuộc đột kích lớn chưa từng có vào lãnh thổ Nga rạng sáng ngày 6 tháng 8, giới quan sát nhanh chóng nhận ra trên các phương tiện chiến đấu mà Ukraine đưa vào lãnh thổ Nga đều có hình tam giác màu trắng. Một số người thậm chí còn gọi cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk bằng cái tên chiến dịch tam giác trắng. Theo Telegraph, các hình tam giác màu trắng này được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 6. Chúng được các nhóm lực lượng Bộ Tư lệnh tác chiến phía Tây của Ukraine sơn lên các thiết giáp gần biên giới Belarus vào thời điểm đó. Các nguồn tin Ukraine nói với Telegraph rằng các hình tam giác màu trắng là một cách để đảm bảo lực lượng của họ có thể phân biệt được phương tiện địch ta để không tấn công nhầm. Đây là điều cần thiết vì Nga và Ukraine đều là quốc gia Liên Xô cũ và có tương đối nhiều vũ khí, khí tài, quân sự tương đồng với nhau. Việc đánh dấu vũ khí bằng hình tam giác trắng là cần thiết để đảm bảo việc tấn công nhằm mục tiêu về hiệp đồng tác chiến hiệu quả và chính xác. Ngoài ra, biểu tượng tam giác trắng này cũng được so sánh với chữ Z bảo vệ mà Nga sơn lên dàn xe tăng, xe bọc thép khi Moscow đưa quân vào lãnh thổ Ukraine hồi năm 2022. Vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng Z tượng trưng cho từ Zabobedu, tức chiến thắng, và vì tượng trưng cho sức mạnh của chân lý. Hiện chưa rõ hình tam giác màu trắng trên thiết giáp Ukraine có ý nghĩa gì khác hay không. Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố các binh sĩ nước này đang hoàn thành nhiệm vụ được giao ở Kherson và tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nga đã huy động lực lượng và vũ khí đến Kherson để đối phó với Ukraine, đồng thời di tản hàng trăm nghìn người để giảm nguy cơ bị trúng bom rơi, đạn lạc. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc tấn công của Ukraine nhằm mục tiêu đạt được vị thế đàm phán tốt hơn trong tương lai nhằm chấm dứt chiến sự. Ông khẳng định quân đội Nga sẽ thắng thế, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục tấn công ở Donbass. Chuyên gia quân sự Emile Katehmi cho rằng kịch bản tốt nhất của Ukraine có thể hy vọng ở Kherson sẽ là Nga quyết định rằng không thể chấp nhận để bất kỳ khu vực nào rơi vào tay Kiev và sẽ chuyển hướng nguồn lực từ mặt trận Donbass về nước để giành lại lãnh thổ. Điều này làm suy yếu lực lượng Nga ở tiền tuyến, giảm bớt áp lực của các hướng khác và thậm chí có thể giúp người Ukraine cải thiện tình hình chiến thuật cục bộ miền Đông. Cuộc chiến hiện tại đã lan sang lãnh thổ Nga, ông Katehmi nhận định. Bộ Quốc phòng Anh ngày 15 tháng 8 cho biết lực lượng Ukraine có thể sử dụng vũ khí của London trong các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Anh vẫn tiếp tục duy trì hạn chế Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow ở bên trong Nga. Trong hơn một tuần qua, Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ có chủ quyền của Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Một quan chức Ukraine cho biết động thái này nhằm tạo ra vùng đệm để bảo vệ người dân nước này khỏi bị tấn công. Vào tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Anh khi đó là David Cameron cho biết Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Nhưng chính phủ Anh trước đó chưa bình luận về việc lực lượng bộ binh Ukraine sử dụng vũ khí do London tài trợ trên lãnh thổ Nga. Hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ukraine có quyền tự vệ rõ ràng chống lại các cuộc tấn công bất hợp pháp của Nga, bao gồm các hoạt động bên trong nước Nga. Chúng tôi khẳng định rõ ràng trong quá trình viện trợ rằng vũ khí sẽ được sử dụng theo luật pháp quốc tế, người phát ngôn cho biết. Chính sách này có nghĩa là xe tăng, tên lửa chống tăng và các thiết bị quân sự khác của Nga được cung cấp cho Ukraine có thể được sử dụng bên trong nước Nga như một phần trong nỗ lực phòng thủ của Kiev trước Moscow. Các hạn chế về việc sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp chỉ có thể được sử dụng trong biên giới được quốc tế chấp nhận của Ukraine vẫn được áp dụng. Ukraine tuyên bố sử dụng 7 đạn UAV, pháo hạng nặng và xe tăng đã kiểm soát được 1.000 km vuông lãnh thổ Nga ở Kherson kể từ ngày 6 tháng 8 tới này. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Một nguồn tin từ Anh cho biết quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng xe tăng Challenger 2 của Anh viện trợ từ bên trong nước Nga. Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, London đã cam kết hỗ trợ quân sự 7,6 tỷ bảng Anh, khoảng 9,77 tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép, đạn dược, hệ thống phòng không, thiết bị tác chiến điện tử và pháo binh. Tuy nhiên, Anh giống như các chính phủ phương Tây khác cho đến nay vẫn từ chối cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa bắn vào lãnh thổ Nga vì lo ngại nguy cơ leo thang xung đột. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.